Ê, xin chào các bạn, mình là Hưng Khúc. Mỗi khi dòng Dell Xpress mới được ra mắt thì luôn có một câu hỏi được dấy lên rằng liệu đây đã phải là chiếc Ultrabook Windows tốt nhất hay chưa? Câu trả lời của mình có lẽ khiến cho nhiều người cảm thấy hơi hụt hẫng một chút, đó là còn tùy. Bởi vì trải nghiệm laptop nó không phải là những con số, và mỗi người thì lại có những cái tốt nhất riêng của họ. Vì vậy thì trong khuôn khổ đánh giá ngày hôm nay thì mình sẽ không lạm bàn đến việc là đây đã phải là chiếc laptop Ultrabook Windows tốt nhất hay chưa. Nhưng nếu để chỉ ra một thứ mà Dell làm tốt nhất, đó chính là tìm ra những vấn đề cần được giải quyết và những nhu cầu của người dùng là gì, và Dell sẽ sửa chữa và nâng cấp những sản phẩm của mình qua các năm. 2 năm trước, Dell đã chịu webcam đặt ở dưới cằm. Đúng là một phát minh phát rồ lúc bấy giờ. 1 năm sau đó, touchpad đã to lên một chút. Và năm nay, màn hình lớn hơn, touchpad lớn hơn, bàn phím lớn hơn, trong khi kích thước tổng thể và trọng lượng của máy lại nhẹ hơn. Toàn là những sự thay đổi nghe rất là dễ làm đúng không? Tưởng chừng như là rất là dễ làm, nhưng mà nó chứng tỏ một điều rằng Dell đã nghiên cứu rất là kỹ và hiểu khách hàng của mình và đem đến những sản phẩm chất lượng hơn. Và năm nay, chiếc Dell XPS 13 9300 này nó có rất nhiều những cái trải nghiệm nâng cấp. Cả những cái trải nghiệm mà chúng ta dễ dàng nhận ra và những cái trải nghiệm mà các bạn sẽ phải cảm nhận một thời gian thì mới có thể cảm thấy được. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ hết tất cả những cái điều đó với cả các bạn nhá. Hãy bắt đầu với những thứ dễ nhận ra nhất. Đầu tiên, đó chính là màn hình. Vâng, các bạn hãy nhìn kỹ nó đi. Chất lượng hiển thị của nó rất tốt. Mọi thông số đều nhỉnh hơn so với một tấm nền Full HD tiêu chuẩn. Để mình tắt cái thanh ngang ở dưới đi nhá. Đây là cả 4 viền màn hình siêu mỏng chứ không phải là 3 viền như thường đâu. Và đây là tỷ lệ 16:10 chứ không phải là 16:9 như thông thường đâu. Ở đây mình có thử so sánh với chiếc Razer Blacktail 13.7. Chiều ngang thì nó hẹp hơn một chút xíu thôi, nhưng mà chiều dài thì nó lại hơn cả một khoảng. Thoải mái cho anh em tương tác với màn hình này. Và mình sử dụng nó rất là dễ chịu, đặc biệt là những lúc viết content, nội dung hiển thị dài hơn, thế nên mình có thể dễ dàng bao quát những cái thứ mình mang lên dàn ý. Và Dell đã làm tỷ lệ 16:10 này bằng cách đó chính là gọt toàn bộ phần cằm xuống từ 19.5mm xuống chỉ còn là 4.6mm mà thôi. Bên cạnh đó thì Dell cũng đã gọt luôn viền trên và viền cạnh của máy, biến chiếc máy này trở thành một chiếc Ultrabook có viền màn hình mỏng nhất trên thế giới. Bắt đầu mình nhìn mình cảm thấy hơi sợ bởi vì nhìn nó quá là mỏng manh. Nhưng mà có lẽ là mình đã lo xa rồi. Bóp thế nào đi nữa thì những phần cạnh này nó vẫn tỏ ra rất chắc chắn. Và có được điều này đó chính là nhờ tấm nhôm ở đằng sau nó rất là cứng cáp để đỡ màn hình, cũng như là phần viền xung quanh nó được làm từ nhựa cao cấp nữa. Thế nên thì các bạn không cần phải băn khoăn về độ bền của phần viền màn hình này nhá. Hơn nữa thì màn hình này còn được làm bằng kính cường lực Gorilla Glass 5 nữa, thế nên nó lại càng bền, vừa nhẹ mà lại vừa bền như là smartphone ấy nhỉ. Và cũng nhờ đó bạn lại có thể dễ dàng gập mở bằng một tay. Quá là đáng khen cho một chiếc máy siêu nhẹ chỉ là 1,2kg. Thế mà Dell vẫn có cách để cân đối các trọng lượng thành phần của máy để giúp cho người dùng có thể dễ dàng gập mở bằng một tay. Đây. Nhưng mà có một điều đó chính là phần này nó không có gờ, thế nên gập mở bằng một tay nó cũng hơi khó khăn một chút đấy. Bên cạnh đó thì bản thân của bản lề này cũng đã được Dell nâng cấp lên. Nó có 2 khớp ở hai bên kèm 1 khớp ở chính giữa. Cảm giác gập mở nó dễ chịu hơn rất nhiều. Nó không phải là dùng sức như là dòng đời trước nữa. Nó giống hệt như cảm giác mình có được với chiếc Razer Blacktail. Viền trên mỏng là thế, nhưng mà ở đây các bạn vẫn sẽ có mở khóa khuôn mặt thông qua Windows Hello. Webcam này đắc Dell làm nhỏ lại, nó chỉ có một cái chấm rất nhỏ li ti ở đây thôi. Mặc dù nhỏ lại nhưng mà Dell lại tuyên bố đó chính là chất lượng hình ảnh của nó lại tốt hơn. Nhưng mà trải nghiệm thực tế của mình thì lại không. Nó vẫn xấu như là bao mẫu laptop khác thôi. Và chính vì nó như bao mẫu máy khác, thế nên mình có thể dùng từ đủ để nhận xét về cụm camera này. Nó đủ cho các cuộc hội thoại online, hình ảnh đủ này, chất lượng micro cũng đủ. Và lần này thì Dell đã khoét 2 lỗ CNC rất nhỏ ở phía trên, ở phía cạnh trên này này. Và nhờ đó thì nó sẽ giúp cho thiết kế tổng thể ở phía trong nhìn nó liền lạc hơn rất là nhiều. Nó không hề có bất kỳ một cái lỗ gì cả. Và các bạn hãy nhìn khu vực thiết kế tổng thể ở phía trong mà xem, nhìn nó rất là liền lạc đúng không? Màn hình ở phía trên kéo dài ra các mép, thì bàn phím ở phía dưới cũng sẽ phải kéo dài ra các mép. Và nói về bàn phím này, thì mình đã sử dụng chiếc Dell XPS 13 9300 này được khoảng là 1 tuần rồi. Video trải nghiệm ban đầu mình mới up là do edit chậm thôi, chứ thực ra là mình đã dùng chiếc máy này được đúng 1 tuần rồi. Và sau 1 tuần viết content, gõ rất nhiều,
trên chiếc 9300 này thì mình đã hoàn toàn quen được với trải nghiệm gõ phím trên chiếc máy này. Cảm giác như là nó tương đồng so với cả MacBook Pro 13 2020. Đây các bạn nghe nhá. Mình rất là thích cách làm keycap lớn hơn, gần như là chả bao giờ mình bị bấm nhầm bấm hụt cả. Hay là nút nguồn thích hợp luôn ở góc phải bàn phím, để bấm các bạn sẽ phải dùng lực, thế nên không lo bị bấm nhầm đâu. Và ở đây thì nó cũng tích hợp luôn cảm biến vân tay một chạm, giúp cho các bạn mở khóa nhanh. Touchpad đã to hơn, nhưng mà mình vẫn muốn nó to hơn nữa cơ. To như thế này này, hoặc là chỉ ít phải được như thế này này. Đấy, nhìn chung thì đây vẫn là một chiếc touchpad bé. Cho dù trải nghiệm gì của nó rất là sướng, rất là mịn đấy, nhưng mà đây vẫn là một chiếc touchpad rất bé mà thôi. Nó phải to hơn vào khoảng là 20% nữa thì tay của chúng ta nó mới thoải mái được. Chắc là nó sẽ đủ dùng cho những bàn tay của các bạn nữ chẳng hạn. Ok, thiết kế tổng thể ở bên trong đã có rất là nhiều những sự thay đổi, nhưng mà về bên ngoài thì gần như là không có những sự khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm. Ngoại trừ phần viền ở cạnh đã được các CNC nhìn cực kỳ sắc mịn, nhìn trông đẹp thật đấy. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng của đẹp thì hãy giữ cho cẩn thận nhá. Chứ mà nếu để hở ra một phát là nó rất dễ bị xước đấy. Ví dụ như mình đã bị xước một chút ở phần cạnh này này, bởi vì đây là do cắt CNC phay xước mà, thế nên bị xước thì nhìn rất là rõ đấy. Vì vậy thì các bạn nên giữ cẩn thận. Bù lại thì máy rất là chắc chắn, nó không hề phát ra bất kỳ tiếng động cạch cạch nào khi mình cố làm cong phần khung máy này. Quá ấn tượng khi nhìn vào phần cạnh trước của máy mà nó siêu mỏng, vậy mà máy vẫn siêu chắc chắn. Tuy nhiên vì máy mỏng quá và nó thiên về vẻ đẹp, thế nên máy chỉ có hai cổng Thunderbolt 3 Type-C chia đều ở hai cạnh thôi nhá. Ok, cuối cùng mình sẽ nói đến hiệu năng. Hiệu năng là một thứ ít quan trọng nhất trên một chiếc Ultrabook. Nhưng vì chiếc máy này nó mỏng quá, thế nên hiện tại mình đang rất là tò mò không biết là hiệu năng cũng như là tản nhiệt của máy có thể đạt được đến mức nào. Hiện tại phiên bản của mình đang sử dụng ở đây là phiên bản gần như là mock option rồi, CPU Core i7-1065G7, 16GB RAM và 512GB SSD. Về CPU Core i7, một sóng chip tiết kiệm điện này, thì hiệu năng của nó cũng không cải thiện quá nhiều đâu. Thế nên thì nếu như các bạn muốn tiết kiệm chi phí nhất thì có thể an tâm mua phiên bản Core i5 nhé. Các bạn chỉ mua CPU Core i7 nếu như các bạn thỉnh thoảng muốn giải trí, chơi game. Bởi vì dù hiệu năng CPU không tăng nhiều, nhưng mà GPU tích hợp của nó là Iris Plus Graphics đã tăng gần 80% so với Ultra HD Graphics G1 trên phiên bản Core i5-1035G1. Về phần mềm thì máy cũng đi kèm với phần mềm Dell Power Manager, cho phép các bạn tinh chỉnh công suất điện. Để chế độ Ultra thì CPU ăn tận 40W và ổn định ở 28W. Còn Optimize thì nó ổn định ở 15W và nhiệt độ nó mát hơn. Nếu như các bạn muốn đẩy máy ổn định ở hiệu năng cao nhất thì có thể lựa chọn phiên bản Ultra nhá. Mình chủ yếu làm việc với các file Word, Excel thôi, thế nên Optimize để optimize cho mát mẻ. Và nhiệt độ khi đó vào khoảng là 50 độ C. Còn cao nhất của nó khi chạy nặng lên đến là trên 100 độ C cơ. Và mình có thể dễ dàng cảm nhận được khi nóng tỏa ra từ khu vực bàn phím này, đặc biệt là ở những khe bàn phím WASD. Nó khá là nóng khi mà mình chơi game hay là chạy nặng. Có lẽ là quạt của máy nó nằm ở dưới cái khu vực này. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng mở máy ra xem nhá. Nó có hai quạt ở hai bên, đúng vị trí phím WASD. Máy mỏng quá, thế nên chắc là thổi qua khe phía sau nó vẫn chưa đủ, thế nên phải thổi thụ động qua những cái bàn phím nữa. Nó có một ống heat pipe lớn và các bạn có thể nâng cấp SSD thông qua khe M2 NVMe. Anh em nào mai sau thích Hackintosh thì có thể dễ dàng chọn loại SSD phù hợp. Ok, tổng kết về Dell XPS 9300, vẫn là một chiếc Ultrabook rất cao cấp. Ngoại trừ cái phần bản lề này hơi khó mở một chút. Hiện tại chiếc máy này đang được bán tại cửa hàng ThinkPro có rất là nhiều option dao động từ 35 triệu cho đến 55 triệu. Thế nên thì các bạn bảo chiếc máy này đắt thì cũng đúng thôi. Và bảo chiếc máy này rẻ thì cũng đúng. Bởi sao? Bởi vì phiên bản cơ bản của Dell XPS 9300 nó chỉ bắt đầu từ 1.000 đô mà thôi. Và nếu như các bạn muốn mua phiên bản Core i5 thì các bạn chỉ cần bỏ ra là thêm 50 đô nữa, tức là 1.050 đô mà thôi. Nó rẻ hơn rất là nhiều so với những đối thủ của mình cũng được trang bị CPU Core i5. Nó rẻ hơn MacBook Pro 13 2020. Nó rẻ hơn Razer Playstyle 2020. Trong khi đó, với những option cơ bản đó, với những option rẻ hơn đó, các bạn vẫn sẽ có những sự nâng cấp rất là đáng giá từ màn hình, bàn phím, touchpad và cả hệ thống bản lề mới. Nó rất là tinh xảo nữa. Nên nhớ rằng, những sự thay đổi này
nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó đúng nhu cầu của người dùng. Và mình thích những sản phẩm như vậy. Ok, hy vọng rằng các bạn sẽ cảm thấy yêu thích video này. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích video này thì đừng quên subscribe channel để tiếp tục theo dõi những video mới nhất trên channel ThinkView nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.